Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ năm 2018, đến nay, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP ở An Giang đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, có sức lan tỏa lớn, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã phát huy thế mạnh đặc thù ở mỗi địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn. Việc triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP ở An Giang đã gắn với lợi thế vùng miền, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, chế biến theo chuỗi giá trị. Chương trình OCOP An Giang bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và gia tăng giá trị sản phẩm. Các chủ thể tham gia chương trình đã được nâng lên về nhận thức, kiến thức, năng lực sản xuất, nhất là về quản trị kinh doanh, tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường. Các sản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, bao bì nhãn mác, bộ nhận diện thương hiệu. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện công tác đánh giá, phân hạng và công nhận được 120 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, có 2 sản phẩm 5 sao, 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 14 sản phẩm 4 sao, 101 sản phẩm 3 sao của 83 chủ thể kinh tế, 7 hợp tác xã, 21 doanh nghiệp, 55 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh. Trong tổng số 120 sản phẩm, có 103 sản phẩm còn thời hạn công nhận, 2 sản phẩm ngưng hoạt động, 15 sản phẩm hết hạn công nhận 36 tháng và đang hoàn chỉnh hồ sơ để đánh giá, phân hạng lại theo quy định. Bên cạnh việc phát huy tính năng động, sáng tạo của các chủ thể, An Giang đã và đang có nhiều giải pháp đồng bộ đề cao trách nhiệm đỡ đầu của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ tỉnh đến cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu, xác lập chỗ đứng trên thị trường vững chắc đối với các sản phẩm OCOP của địa phương. Với phương châm chế biến những loại nước chấm ngon, sạch và an toàn cho người tiêu dùng được duy trì trong hơn 10 năm qua, cái tên Tương Hộp Trường Thọ, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới đã dần tạo được niềm tin cho người tiêu dùng trong và ngoài địa bàn huyện. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa ở các tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Không pha chất bảo quản, hướng đến giá trị bền vững, thân thiện thiên nhiên, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và ưu tiên nguyên liệu sẵn có địa phương. Tương hộp được chế biến từ hạt đậu nành nguyên hạt sạch đã qua khâu lựa chọn, kết hợp với đường thốt nốt đặc sản của vùng bảy núi An Giang và muối hạt tinh khiết của biển đã tạo nên một hương vị đặc trưng của tương hộp. Hạt tương mềm bùi, vị ngọt béo của đường thốt nốt, độ mặn vừa phải của muối làm cho người ăn khó quên khi đã sử dụng qua một lần. Trước tiên là đậu mình lựa ba cái sâu mọt á, mình loại bỏ ra rồi mình mới do cũng ba nước á, do cho sạch đậu rồi mình mới cho vô nồi nấu khoảng 8 tiếng. Thì trong 8 tiếng đó thì nhiều khi lửa yếu, lửa mạnh thì mình kiểm tra lại cái hạt đậu nữa. Nếu hạt đậu mềm á thì mình ngưng là đúng chuẩn á. Xong cái mình mới vớt ra, xong cái công đoạn nấu thì mình vớt ra rổ, mình ra xề đó, mình ủ ba ngày ủ khô rồi mình mới đem ra đây mình mới cho vô lu, cho vô mấy kiểu này nè, mình cho nước muối vô, mình ủ tiếp tục lần hai là khoảng ít nhất là một tháng, hơn nữa thì cũng tốt. Xong một tháng đó rồi mình mới đi xúc lên, mình mới đem vô trao đường lại, là mình thành phẩm mà mình mới đi đóng gói. Năm 2023, sản phẩm thanh gạo lứt ngũ cốc Nguyệt Mi, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nông Phát Đạt, xã Qua Bình, huyện Chợ Mới, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Doanh nghiệp cho biết, quá trình tham gia chương trình OCOP, hợp tác xã nhận được sự hỗ trợ của phòng, ban chuyên môn huyện trong tư vấn, hướng dẫn quá trình sản xuất, hỗ trợ thực hiện hồ sơ công nhận, giới thiệu sản phẩm để hình thành các chuỗi sản xuất, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh. Sản phẩm sau khi công nhận đạt chuẩn OCOP đã nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ vào hệ thống cửa hàng, siêu thị, khu trưng bày sản phẩm tiềm năng ở ngoài huyện. Công nhận được sản phẩm thanh gạo lứt là được công nhận sản phẩm 3 sao. Thì cũng với cái sự nỗ lực đó thì công ty cũng sẽ cố gắng cải tạo bao bì, mẫu mã, nhãn mác để hoàn thiện hơn để nâng cấp lên 4 sao. Ngoài cái sản phẩm thanh gạo lứt ra thì công ty cũng có nữa là giống như là bánh thuyền, kẹp cong biển, trà gạo lứt, bột gạo lứt. Thì tới đây thì tới thời điểm bây giờ thì công ty đã có được là 13 cái sản phẩm sao gạo.
Trong quá trình triển khai, An Giang đã phát huy vai trò của hội nông dân trong thúc đẩy phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Các hội viên nông dân nhận thấy rằng chương trình đã mang lại nhiều kết quả tích cực, phát huy được vai trò của các thành phần kinh tế tư nhân, hộ cá thể và kinh tế tập thể trong việc sản xuất, chế biến, liên kết tiêu thụ sản phẩm do chính mình làm ra, giúp cho người dân có kiến thức về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, biết tự mình phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương của mình. Cùng với cơ chế hỗ trợ định hướng của nhà nước, người dân đã tự tạo nên giá trị, thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực nông thôn. Trong cái chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP, thì tỉnh chúng ta đang triển khai và thực hiện trong các năm qua. Đến giờ này thì tỉnh chúng ta có 120 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao đến 5 sao. Như vậy thì bên cạnh cái việc triển khai của các ngành chức năng, thì hội nông dân luôn luôn đồng hành và tuyên truyền vận động các cái chủ thể để tham gia đăng ký rồi làm hồ sơ để đăng ký các cái sản phẩm là đạt chuẩn OCOP. Như vậy thì trong cái điều kiện như thế để chúng ta tạo cái lợi thế của các cái địa phương, tạo lợi thế thế mạnh của các cái địa phương trong các cái sản phẩm mà ở từng địa phương có, mình phát triển các sản phẩm ở vùng miền từng cái địa phương, mà qua cái việc đó là tuyên truyền vận động thực hiện, có nhiều chủ thể đạt được các cái sản phẩm OCOP như thế thì nó có điều kiện để mua bán thuận lợi trong cái việc kinh doanh mua bán. Mà thuận lợi kinh doanh mua bán thì cái việc sản xuất được tăng lên, mà việc sản xuất tăng lên thì nó kéo theo giải quyết được lao động việc làm, và nó góp phần để thực hiện các cái tiêu chí, trong đó có tiêu chí phát triển kinh tế trong cái xây dựng nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Sản phẩm tham gia chương trình OCOP gồm các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng và giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch dựa trên các thế mạnh, lợi thế và điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm. Đặc biệt, các sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao trở lên đã được lựa chọn làm quà tặng trong các hội nghị quan trọng và các chuyến công tác. Các sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang đều có ít nhất 5 đại lý tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, một số sản phẩm từ 4 sao trở lên của tỉnh đã có thị trường tiêu thụ ở nước ngoài. Tiếp tục nối dài thành tựu phát triển OCOP cùng các chủ thể, ngành chuyên môn trong năm 2024 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về chương trình mỗi xã một sản phẩm, chủ trì tổ chức phối hợp với cơ quan quản lý OCOP hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm đăng ký, từng bước khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với phát triển ngành nghề, dịch vụ và du lịch, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Đối với hội nông dân tỉnh, tụi tôi trong cái nghị quyết năm 2023-2028 của Đại hội 10 nông dân tỉnh An Giang, thì tụi tôi có đưa ra chỉ tiêu là xây dựng chuỗi cửa hàng OCOP, sản phẩm OCOP. Hiện nay đó là tỉnh sẽ triển khai ở một số huyện thị thực hiện, đã thực hiện và tiếp tục thực hiện. Riêng đối với hội nông dân tỉnh thì tụi tôi sẽ thành lập một cái cửa hàng giới thiệu trưng bày mua bán sản phẩm OCOP tại cái cơ sở 2 của Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh An Giang tại xã An Hòa của Châu Thành. Đó là cái cửa hàng chính của tỉnh, và tụi tôi sẽ liên kết với các cái chuỗi cửa hàng ở các huyện thị nhằm quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm OCOP của An Giang và cả các sản phẩm OCOP của toàn quốc. Để phát huy hiệu quả của chương trình này, các địa phương cũng xác định việc thực hiện chương trình OCOP là một nhiệm vụ trọng tâm cần được quan tâm và triển khai, đặc biệt đối với các địa phương không có điều kiện thuận lợi về sản xuất hàng hóa tập trung, nhưng có lợi thế về sản vật, ngành nghề truyền thống và dịch vụ du lịch.
Phát triển chương trình OCOP phải trên cơ sở cung cầu, gắn với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng miền, dựa vào giá trị đặc sắc bản địa, đồng thời hướng đến thị trường lớn, đa dạng, tuyệt đối không chỉ làm theo phong trào hoặc lối mòn, tăng cường công tác giám sát sau công nhận OCOP để kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn và nâng cao uy tín cũng như xây dựng thương hiệu của sản phẩm OCOP trong lòng người tiêu dùng.